trong buổi sáng ngày hôm nay anh Phi có một đoạn livestream về cái con Yoyo rồi. Và bây giờ rất là đói bụng rồi, đang chuẩn bị về nhà ăn cơm. Nhưng có một chị tên là Hà Duyên ở Nha Trang, Khánh Hòa yêu cầu gửi cái con khủng long năm đầu này cho chị. Và bây giờ màu xanh ha, con khủng long năm đầu màu xanh. Gửi đóng hàng, gửi giao cho chị ở Nha Trang. Và bây giờ thì anh Phi sẽ test cái hàng này. Cái con khủng long này thật sự ra nó khá là to, nhưng mà do cái cách đóng gói, cái cách đóng gói để tiết kiệm cái chi phí gửi hàng, cho nên nó sẽ có trong cái hộp nó tương đối nhỏ như vậy. Và cái chi phí gửi thì nó cũng tương đối hợp lý, cũng chỉ có 26.000 đi Nha Trang thôi. Còn phần còn lại là anh Phi sẽ lấy cái sản phẩm này ra, rồi sau đó anh Phi sẽ test cái hàng, gắn vào, cho pin vào, rồi test cái hàng xem coi nó có hoạt động bình thường hay không. Nếu nó hoạt động bình thường là chúng ta sẽ gửi hàng được các bạn ha. Và cái đầu này thì nó hơi kẹt chút xíu, cho nên anh Phi sẽ khui cái hộp hàng phía bên này luôn, để anh Phi lấy cái đầu từ phía bên này cho nó dễ. Đấy, ha. Thì khi chúng ta làm quá đó, khui ra là nó lấy ra được liền. Đây là cái đầu năm đầu của nó. Đấy, ha. Chúng ta sẽ gắn vào ở đây. Và cái đuôi thì chúng ta gắn vào ở đây ha. Hai cái cánh thì chúng ta gắn vào ở đây. Ngày hôm qua khi mà phát hiện test hàng, anh Phi phát hiện đó là các chị buổi tối gắn cái cánh nó bị ngược. Gắn ngược vậy nè các bạn ha, cũng không sao. Cái thân này sẽ gắn ở phía trên ha. Gắn vô thì ở đây nó sẽ có cái lỗ nè các bạn. Và trên này nó sẽ có cái gờ gù nè, chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ vào là nó vào thôi ha. Anh Phi ráp vào thôi. Tại vì một hồi nữa là phải gỡ ra để đóng cái gối này á, cho nên cũng phải gỡ ra thôi, cho nên anh chỉ phi chỉ ráp vào thôi. Cái đuôi cũng vậy ha. Chúng ta đẩy như vậy, chúng ta đẩy vô là nó sẽ dính ha, đẩy vô là nó sẽ dính. Rồi cái đầu, quan trọng là cái đầu. Ở đây nó sẽ có một cái cáp, cái ổ màu đỏ này. Thì nó tương ứng với cái ổ màu đỏ này nè các bạn. Cho nên các bạn khi gắn cái đầu vào thì các bạn cẩn thận chút xíu ha. Các bạn đảm bảo rằng là hai cái này nó phải khớp với nhau rồi chúng ta mới đẩy vào được ha. Đó, đẩy vào là nó ăn rồi nè. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là cho pin vào. Này, cho pin vào thì chúng ta sẽ tháo ốc ở chỗ này ra ha. Mở ra bằng một cái con vít ba ke ha. Mở ra. Đấy, rồi chúng ta sẽ cho 3 viên pin vào. Đấy. Pin thì chúng ta nên cho đúng đầu nha các bạn. Anh Phi vẫn luôn nhắc các bạn là đúng cực. Thường nó sẽ có cái lò xo, và không lò xo thì thường cái đầu bằng này nè. Ở đầu gù, đầu bằng sẽ vào lò xo ha. Rồi. Đấy. Anh Phi sẽ ra hết vào và anh Phi sẽ bật công tắc lên, là các bạn sẽ tưởng tượng được ngay cái con khủng long này chơi như thế nào. Các bạn nhỏ thì bạn là bạn trai, bạn nam thì sẽ rất là yêu thích khủng long, nhất là những bé trai khoảng tầm từ 10 tuổi đổ xuống. Còn những 10 tuổi trở lên thì các em lại chuyển qua chơi quà tặng nhiều. Anh Phi sẽ ra cái đuôi vào. Đấy. Ra vào thôi, đây hồi phải gỡ ra để đóng gói về các bạn gắn vào giùm anh Phi nhé. Rồi. Để nguyên như vậy thì cái hộp nó sẽ rất là lớn, phí vận chuyển nó sẽ rất là cao. Cái này cũng là một cái cách suy nghĩ rất là gọi là tiết kiệm chi phí và hiệu quả cho những người mua. Mặc dù ở trong cái hộp này nó không có lồi ra, nó không đẹp bằng, nhưng mà chi phí vận chuyển nó sẽ rẻ hơn nhiều ha. Rồi đây anh Phi sẽ mở công tắc on lên. Đấy, à, các bạn thấy trong 5 cái đầu con khủng long đều có đèn đầy đủ. Đó, thấy không? À, các bạn thấy đèn chớp không? Cái đèn ở đây là nó sẽ giả ánh sáng lên trên mắt luôn ha các bạn ha. Đó, thực tế ra cái đèn mắt nó sáng là do cái đèn chung ở các cái cổ khủng long. Mỗi một con, một đầu nó có một cái đèn thôi. Cho nên cái đèn ở chỗ này các bạn nhìn ở góc độ này khá là sáng, nhưng các bạn nhìn ở góc độ này nó không sáng ha. À, do cái ánh sáng đèn này nó hạn lên. Và anh Phi sẽ buông nó xuống là nó sẽ di chuyển như thế này. À, khá là đẹp ha. Anh Phi sẽ chỉnh cái góc máy xuống cận hơn để các bạn thấy được cái cận cảnh của cái con khủng long này ha các bạn ha. Anh Phi chỉnh đây cho nó đi ngang vô cho cái nó đi xa hơn ha. Đấy, đẹp chưa? Rồi tới đây thì đoạn clip test tới đây thì cũng đã dừng. Thì anh Phi sẽ rã cái đầu ra, rã cái đuôi ra và hai cái cánh ra để anh Phi đóng hàng gửi về Nha Trang nhé các bạn nhé. Đấy. Rồi mã hàng này chính là cái mã hàng NI010B. Và cũng là cái mã hàng NI0160 luôn. Nó về hai đợt cho nên nó sẽ có hai cái mã hàng khác nhau ha các bạn ha.
rồi, nhưng cùng giá bán thôi, không có vấn đề gì đâu. Rồi bây giờ anh Thi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi bạn Khủng Long cũng xin chào và hẹn gặp lại luôn.